Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2016 vi phạm bản quyền ca khúc, ca sĩ Thanh Nhi và Đại Nhân bày tỏ sự không hài lòng về ban tổ chức cuộc thi làm việc thiếu trách nhiệm khi vi phạm bản quyền ca khúc độc quyền Tonight của anh. Tối ngày 12 tháng 6, sau khi đêm chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra tại nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc hai nam ca sĩ Thanh Nhi và Đại Nhân bất ngờ bày tỏ sự bất bình trên trang cá nhân về việc ban tổ chức chương trình đã vi phạm tác quyền ca khúc Tonight. Đây là sáng tác của Đại Nhân và người bạn Thăng Long, được chuyển thể từ ca khúc thuộc quyền sở hữu của ca sĩ Thanh Nhi. Trong chương trình, bài hát này được Song Luân, Trương Nam Thành, Tùng Lâm trình diễn trong phần trình diễn áo tắm của thí sinh. Thanh Nhi chia sẻ niềm vui khi bài hát của mình được sử dụng. Tuy nhiên, anh mong muốn ban tổ chức nên tôn trọng tác giả và ca sĩ độc quyền, bởi đến khi chương trình kết thúc, anh và các cộng sự không nhận được bất cứ lời xin phép nào về việc sử dụng ca khúc.